Trong cuộc sống, không có sự cố gắng nào là vô ích. Mọi sự cố gắng của bạn đều được ghi nhận. Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, chỉ cần chúng ta đừng bao giờ từ bỏ. Cứ tiếp tục cố gắng thì những điều tưởng chừng như là thất bại, vô vọng lại có thể biến thành thành công rực rỡ. Chào các cô gái xinh đẹp. Người đâu mà hay ngại thế. Tú ơi, lại đây, tôi đang đợi bà đấy. Cậu ấy là ai vậy nhỉ? Xinh thật đấy. Cậu ấy vừa cười với mình kìa. Tú ơi. Gì? Ông lại lên cơn rồi đấy à? Bà có hiểu tiếng sét ái tình là gì không? Tim tôi loạn nhịp rồi, mau gọi bác sĩ. Ông bị ảo à? Đóng cửa sổ tâm hồn rồi vào lớp đi. Ui chết. Nhanh lên, muộn rồi. Lắc cái mông mạnh lên Tú. Chết, cô vào lớp rồi. Làm sao? Nháy nháy cái gì? Cô đã vào đâu mà sợ? Như thế này chắc đủ sợ rồi nhỉ. Tiền sư đứa nào đánh tao. Cô vào lúc nào đấy ạ? Em nhỡ mồm. Xin giới thiệu với các bạn, đây là Hiền, bạn mới của chúng ta. Chào các cậu. Em về chỗ ngồi đi. Đúng là duyên phận mà. Chào cậu. Người đâu mà dễ thương thế. Này, ông lại bị sao đấy? Không có gì, bà cứ học đi. Sao mãi không thấy bố mẹ đến đón nhỉ? Tú, làm gì mà chuồn nhanh thế? Đã bảo đợi tôi rồi mà. Bà nhìn đi, tôi nhất định phải tán Hiền bằng được. Bà thông minh, bà giúp tôi đi. Được thôi, nhưng... Lại tiền. Tương lai cả đời trai mà ít vậy. Bạn bè với nhau mà ác thế. Đây, cầm lấy. Chốt nhé, chuyện này cứ giao cho tôi. Chị Nhất. Hai đứa làm gì ở đây vậy? À, em với Hạnh đi ăn nên đi ngang qua đây ấy mà chị làm gì ở đây đấy? À, chị nhận gia sư cho bé Hiền, học cùng hai đứa đấy. Này, tôi có cách rồi. Bây giờ ông phải làm thế này. Bọn em xin lỗi nhé. Chị hãy tha thứ cho đứa em trai tội lỗi này. Hạnh, bà ở đây trông chừng chị ấy nhé. Đi đi, cố lên, đừng làm tôi thất vọng. Yeah. Đúng nhà Hiền đây rồi. Tút tát lại cái đã. Ai gọi cửa nhỉ? Chào em. Chị là ai? Chị là Nhật, gia sư mới của em. À vâng, chị vào nhà đi. Chị lại đây ngồi đi. Để em đi lấy nước cho chị. Chị ăn trái cây đi ạ. Ừ, chị cảm ơn. Đúng là nước từ tay Hiền có khác. Chết rồi, tí thì quên. Thói quen ấy mà. Dạ, vâng ạ. Hiền xinh xắn thế này chắc có người yêu rồi nhỉ? Dạ, em chưa chị ạ. Đúng là trời thương mà. Quả này quyết tâm thoát kiếp FA mới được. Buổi đầu gặp gỡ trong thân phận giả mạo của Tú đã diễn ra suôn sẻ. Hai đứa có biết là làm hỏng việc của chị rồi không hả? Bây giờ thì tính sao đây? Úi giời ơi, mưa xuân. Chị muốn thằng em trai của chị độc thân suốt đời à? Chị để em làm gia sư thay chị, để em còn được tiếp cận Hiền mà. Mày có làm được thật không đấy? Chị cứ tin ở em là em trai của chị mà. Em cũng giúp, nên chị cứ yên tâm. Thôi, được rồi. Chị đồng ý rồi. Yeah. Vì một tương lai không cô đơn, mình phải cố gắng. Ôi mẹ ơi, đây là gì vậy? Muốn làm gia sư thì phải học hết chỗ này đi. Đây là muốn lấy mạng mình sao? Mau học đi. Mình phải quyết tâm. Tú lao vào học một cách điên cuồng, không màng đến cả ăn uống. Nhưng may là còn có Hạnh. Nhìn xem, tôi có gì này. Wow, chân ái của đời mình đây rồi. Bây giờ thì đưa sách đây. Học tiếp nào. Ông ăn đi này, uống thêm ít sữa nữa. Làm miếng nữa nào. Tú chăm chỉ miệt mài ôn luyện với sự tiếp sức cực kỳ chất lượng từ Hạnh. Cos cộng cos bằng 2 cos cos. Cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin.
trời sáng rồi sao? Này, tỉnh dậy đi. Có dậy không thì bảo. Làm tốt lắm em trai. Em nghe không rừng thu, lá thu kêu xào xạc, anh tóc nâu ngơ ngác. Rồi ôi cái mùi hôi nách này. Lạc vào. Chị xin lỗi, chị hơi phiêu. Thôi, học tiếp nào. Chị mau ngồi xuống đây. Em định làm gì tôi? Nhìn đây, để em giúp chị trang điểm nha. Chị không cần mà. Đeo thêm cái bờm này nữa này. Nào, chị em mình chụp ảnh cùng nhau nhé. Chị phải cười lên chứ. Một thời gian sau. Chị Nhật, chị nhìn này. Cái gì vậy Hiền? Ồ, điểm A cộng này. Chúc mừng em đã vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ nhé. Tất cả là nhờ có chị giúp em đấy. Cũng là do em cố gắng và chăm chỉ học hành nữa. Vậy hôm nay chị em mình đi ăn mừng thôi. Thôi, chị không đi đâu. Đi đi mà. Cái gì thế này? Chị bảo rồi chị không đi đâu. Tóc của mình. Chào cậu. Đồ biến thái. Mau ra khỏi nhà tôi. Đừng có quay lại nữa. Hiền à, nghe tôi giải thích đã. Không có giải thích gì hết. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hiền, nghe tôi nói đi mà. Hôm nay thầy giảng bài vui quá các cậu nhỉ. Các cậu về trước đi, mẹ tớ sắp đến rồi. Bye bye. Là cậu ta sao? Ồ, hot girl ở đâu thế này? Chào em. Xinh gái thế là người yêu anh nhé. Đừng có sợ. Bỏ tôi ra. Giọng của Hiền. Tên khốn, bỏ cô ấy ra. Cậu có sao không? Dám đánh tao à? Mày lão à? Ui da. Tu, cậu có sao không? Mày có biết tao là ai không mà dám động vào hả? Đừng có ép người quá đáng. Dám đánh bạn tôi à? Anh nghĩ đánh người đơn giản vậy à? Đồ sợ anh, đồ đáng ghét. Dừng lại, tôi xin lỗi. Ôi mẹ ơi, cọp Hà Đông chính hiệu. Quên đi. Làm bẩn hết quần áo của bà. Tu, cậu còn đau không? Tớ không sao. Cậu không còn giận tớ nữa à? Cậu đã giúp tớ mà. Tất cả xí xóa nhé. Vậy chúng mình cùng về nhà thôi. Lâu thế nhỉ? Mình phải gọi lại cho anh trai xem thế nào. Sao mãi không nghe máy nhỉ? Không biết anh ấy đang làm gì. Có ai không? Giúp tôi với. Đứng lại. Anh gì ơi, bắt hộ tôi tên cướp. Chuyện gì vậy nhỉ? Đứng lại, trả túi đây. Bỏ ra con đánh này. Dừng tay. Ai cho mày đánh con gái? Thằng hèn. Mày đợi đây. Túi của em này. Cảm ơn anh. Thằng kia, sao mày dám nhìn em gái tao với ánh mắt đấy? Hiền, đi về thôi. Em. Để anh dẫn em đi chơi nhé. Hiền, từ từ thôi. Hiền, anh tặng em. Em cảm ơn anh. May quá, anh Tuấn không biết. Hiền, em đợi anh lâu chưa? Em vừa ra thôi, thôi chúng mình đi. Hiền, anh đã dặn em là không được qua lại với cậu ta rồi mà. Em gái, anh sẽ không để em lại gần cậu ta. Em chỉ được phép qua lại với người mà anh chọn cho em thôi. Giờ thì đi xử lý cậu ta thôi. Phương, cậu phải cảm thấy may mắn khi được làm vật thí nghiệm của tôi. Anh Tuấn, anh định làm gì tôi? Hiền có biết chuyện này không? Anh mau thả tôi ra. Cậu yên tâm, Hiền không biết. Tôi sẽ nhẹ tay thôi. Anh mau thả tôi ra. Rốt cuộc anh định làm gì tôi? Sẽ nhanh thôi. Anh định làm gì? Không. Không. Từ từ thôi. Rồi cậu sẽ thấy cơ thể mình biến đổi thành một con người mới. Không. Xảy ra chuyện gì rồi? Mình phải đi xem thử.
lần này chắc chắn thí nghiệm của mình sẽ thành công. Đúng rồi, dậy mạnh lên. Thành công rồi. Không thể nào, anh Tuấn đang làm gì vậy? Bây giờ mình nên làm gì để cứu anh Phương đây? Cái gì? Vật biến đổi thí nghiệm thành zombie? Hiền nhìn thấy tờ kết quả thí nghiệm của anh trai mình thì không thể tin nổi anh trai mình lại biến người bạn trai của mình thành zombie. Những kỷ niệm với Phương lúc này đang ùa về. Không, không thể như thế được. Anh Phương, anh Phương, anh bị làm sao vậy? Không được, anh Phương, là em đây. Anh bình tĩnh lại đi, em sẽ tìm cách cứu anh. Bây giờ mình phải nghĩ cách để cứu anh ấy mới được. Hiền, ai cho phép em vào đây? Sao em lại không nghe anh? Anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi. Không, anh Tuấn. Hiền, chạy đi. Không muốn Hiền nhìn thấy mình trong bộ dạng ghê tởm này nên đã tự kết liễu đời mình. Anh Phương, anh mau tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi mà. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Nhưng có một số người lại không may mắn như vậy. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng Thu Hiền TV đón xem câu chuyện của bé Hân nhé. À ơi, mẹ thương con, mẹ thương. Nín đi con, à ơi. Đừng khóc nữa con. Cô có dỗ được nó không? Mỗi việc chăm con mà cũng không xong. Ăn hại. Anh có giỏi thì đến mà bế đi. Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ. Đã không biết đẻ con trai, giờ lại không biết chăm con. Tôi cần cô làm gì nữa? Tôi cũng chán ngấy anh rồi. Suốt ngày rượu chè, có lo được cho mẹ con tôi không? Thế thì ly hôn đi. Tôi cũng xấu hổ với bạn bè về mẹ con cô lắm rồi. Còn mỗi thằng con trai cũng không ghé được. Tôi vô dụng, tôi không biết đẻ. 10 năm sau. Nhanh lên mẹ. Ôi, cái lưng của mình đau quá. Mẹ uống nước đi. Mẹ xin. Con gái của mẹ ngoan lắm. Con ở đây mẹ đi nấu cơm nha. Vâng ạ. Mẹ, mẹ sao vậy? Tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ uống thuốc đi. Mẹ uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh ạ. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể bên con được nữa rồi. Đây là bố của con. Sau khi mẹ mất, con hãy đi tìm ông ấy. Ha ha ha.
là địa chỉ này rồi. Cháu chào cô. Cho cháu hỏi đây có phải nhà của chú Tuấn không ạ? Đúng rồi, cháu có việc gì? Cho cháu gặp chú ấy, cháu có chuyện muốn nói à? Không được, con bé này, đi ra đi. Ai vậy em? Con bé nói muốn gặp anh đấy. Anh cũng không quen cô bé. Cháu có nhận nhầm người không? Con không nhầm, bố xem đi. Con gái ở đâu ra không biết? Con không thích nó. Con gái, mẹ con đâu? Sao chỉ có một mình con tới đây? Mẹ con mất rồi, chỉ còn một mình con. Con gái của bố, từ nay về sau bố sẽ bù đắp cho con. Đây sẽ là phòng của hai chị em con. Bố, đây là phòng của con mà, sao bố dẫn nó vào đây? Bố biết, nhưng từ giờ Hân sẽ là chị gái của con. Con hãy chia sẻ với chị nhé. Nhưng mình ra ngoài đi anh, để bọn trẻ làm quen với nhau. Tránh ra. Đáng yêu quá. À, tao cấm mày, không được động vào đồ của tao. Chị cứ động đấy. Đã bảo không được động rồi mà. Trả đây, trả đây, trả cho tao. Không trả. Bố mẹ ơi. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì thế? Mẹ ơi, bố ơi, nó đánh con. Hân, sao con lại bắt nạt em? Không phải con, tại nó gây sự trước. Con còn đổ lỗi cho em à? Thôi anh, chắc con bé không được giáo dục nên mới thế. Chúng ta phải dạy dỗ con bé từ từ. Lèo lèo. Hai đứa ở nhà ngoan nhé. Bố mẹ sẽ về sớm thôi. Vâng, bố mẹ cứ đi đi. Tạm biệt bố mẹ. Tránh xa tao ra. Tao nói cho mày biết, mày chỉ là con rơi thôi. Ăn bám bố mẹ tao thì nên biết điều đi. Đừng để bị đuổi ra khỏi nhà. Chị biết rồi. Mình sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ. Bố mẹ về chắc chắn sẽ rất vui. Buồn cười quá. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Mình nhịn, mình phải nhịn. Chỗ kia, đây nữa, cả bên kia nữa. Ở đây vẫn còn này. Nhặt nhanh lên, làm gì mà lâu quá vậy? Cất chúng lên tủ đi, xong mang nước lên phòng cho tao. Để xem ai cứu được mày. Nước của em đây. Ông xem kỹ đi. Tốt lắm, tiền của cô đây. Lần sau cần gì cứ gọi tôi. Nhiều tiền quá, mình sẽ làm gì với số tiền này bây giờ? Còn ngồi đây rồi. Đứng lại, đi đâu thế cô em? Đưa đây. Không, tiền của tôi mà. Ông là đồ xấu xa, trả tiền cho tôi. Dám chửi tao à? Cho mày biết thế nào xấu xa độc ác. Đừng mà. Cút đi, cút đi. Đừng để tao gặp lại mày. Nhớ mặt tao đấy. Cháu có sao không? Chân của cháu. Cháu gái, cháu gái. Tỉnh rồi à cháu? Cháu cảm ơn bác. Không có gì, đây là việc bác nên làm mà. Cháu tên gì, nhà ở đâu, sao lại bị người ta đánh thế? Thôi, cháu nghỉ ngơi đi, bác ra ngoài. Người ta là người xa lạ, còn đối xử tốt với mình như vậy. Tú là em trai của mình, mình làm như vậy có đúng không? Thôi kệ đi. Người sẽ là vật thí nghiệm của ta. Thành công rồi. Không, không được, không. Cháu gặp ác mộng mà. Có bác ở đây, không phải sợ. Cháu đã làm một chuyện thật xấu hổ. Cháu muốn chuộc lại em trai, nhưng cháu bị cướp hết tiền rồi. Mong rằng có thể giúp cô bé. Bác chỉ có bằng này, cháu cầm đi cứu em trai. Nhưng cầm đi. Cháu cảm ơn bác. Này cháu, rơi tiền rồi.
Tôi muốn chuộc lại em trai. Đây là số tiền ông đã cho tôi. Còn nguyên, ông đếm đi. Bây giờ muốn chuộc lại nó thì phải trả gấp đôi. Tiền đây, cháu dùng để cứu em trai đi. Ông đếm đi. Được rồi. Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng Hân cũng đã nhận ra sai lầm của mình, mang Tú trở về với bố mẹ. Còn Hân cũng đã tìm được một người quan tâm, chăm sóc cho mình và coi Hân như con gái.